Em thấy sao? Quá đẹp không? Đẹp anh ạ. Em rất thích cách bày trí của quán này. Phục vụ, em ngồi đi. Chào anh chị ạ. Anh chị dùng gì ạ? Cho tôi một nước cam, một đen đá. Anh này, cha là bạn của anh đều ăn mặc sang trọng và lịch sự nhờ. Em thấy ngại quá. Sao em lại ngại chứ? Có gì đâu. Em ăn mặc thế này liệu có xấu quá không? Không không, em mặc đẹp mà. Anh thấy em mặc gì cũng đẹp. Em đang nói nghiêm túc đây. Ơ kìa, thì anh nó nói thật mà. Người yêu của anh đẹp rồi thì mặc gì mà chả đẹp chứ. À mà anh này, đây có phải là cái quán mà hồi trước anh kể với em mỗi lần đi họp lớp bọn anh đều ở đây không? Đúng rồi, chuyện từ lâu rồi mà em vẫn nhớ à? Em nhớ chứ. Cái quán này, cái bàn này chính là nó luôn đấy. Nước của anh chị đi ạ. Mời chị ạ. Mời anh ạ. Cảm ơn. Em đợi anh một chút nhá. Anh vào vệ sinh một chút. À, dạ vâng ạ. Sắp tới nơi rồi đấy. Không biết mọi người đã đến hết chưa nhở? À, có Toàn gọi cho tớ. Cậu ấy bảo là công ty cậu ấy có cấp trên về kiểm tra nên là không tới được. Tết nhất đến nơi rồi, ai cũng bận cả. May hôm nay mà tớ rảnh cho nên tớ ghé qua đây luôn. À mà này, còn Việt Anh thì sao? Có khi nào giờ này cậu ấy vẫn đang xách hồ không nhở? Đâu, công ty cậu ấy mới mở thêm một công ty chi nhánh nên hơi bận một chút, chắc là tí nữa cậu ấy mới đến. Cái gì? Việt Anh có công ty riêng á? Việt Anh ấy giỏi lắm, mới ở thêm công ty mà lại còn là công ty to nhất thành phố ấy. Thế Việt Anh là chủ tịch? Đúng rồi, còn không là chủ tịch thì ai vào đây nữa? Thế chuyện Việt Anh mở công ty riêng ấy từ khi nào đấy? À, cũng được một thời gian rồi. Ngày trước Việt Anh từng thích mình, biết đâu bây giờ cậu ấy vẫn còn tình cảm với mình. Mình phải nhân cơ hội này trở thành phu nhân của chủ tịch mới được. À Tùng này, tớ có chuyện này muốn nhờ cậu giúp. Chuyện gì đấy? Cậu nói đi. Chẳng là tớ có tình cảm với Việt Anh từ lâu rồi mà vẫn chưa dám tỏ tình. Tiện hôm nay cậu có thể đẩy thuyền cho hai bọn tớ được không? Cùng là bạn học với nhau cả, tốt hay xấu Việt Anh nó đều biết mà. Thì cậu cứ giúp tớ đi. Thôi được rồi, ok. Thế thì cảm ơn trước nhá. Bàn mình hay ngồi, có người khác ngồi được kìa. Nhưng mà bàn đó là của mình mà, chỉ cần lại đuổi cô ta đi chỗ khác là được. Mình là khách VIP đây. Thôi, ai đến trước thì ngồi trước. Mình ngồi bàn này đi. Không, tớ không thích. Này cô kia, cô đi chỗ khác ngồi đi. Chỗ này chúng tôi đặt trước rồi. Tôi xin lỗi chị, tại tôi không biết chỗ này có người đặt rồi. Việt Anh, bọn tớ ở đây. Tùng, Thảo, tới lâu chưa? Bọn tớ vừa mới tới thôi. Này, cậu định đi đâu? Bàn của cậu đây rồi, ngồi đi. Chị, sang đây. Này, cậu quen cô ta à? Hai cậu gọi nước chưa? Thảo, cậu uống gì? Nước cũ đi. Cho hai cốc nước cam nhé. Việt Anh này, cuộc sống của cậu dạo này thế nào? Có vất vả lắm không? Tớ ấy, nhìn thấy cậu xanh xao lắm đấy. Tớ vẫn ổn mà. Ổn cái gì mà ổn, tớ thấy chẳng ổn chút nào. Này, cậu ăn uống đầy đủ vào, không là tớ lo lắm đấy. Cậu không cần phải lo đâu. Tôi ấy, có người chăm rồi. Ý cậu là sao? Giới thiệu với hai cậu, đây là Chi, bạn gái của tôi. Đồng thời, cũng là vợ sắp cưới của tôi đấy. Này, ghê đấy. Đúng là trai tài gái sắc mà, hai cậu hợp đôi thật đấy. Này, cậu nói, cô gái này
là bạn gái của cậu á? Đúng vậy, cậu sao thế? Cậu có chắc không đấy? Tớ thấy thời buổi bây giờ con gái yêu nhau có thật lòng đâu, hay là chỉ vì tiền đấy? Cậu yên tâm đi, Chi đây, tôi tìm hiểu kỹ rồi mà. Hai cậu cứ chơi đi nhá, tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Nước của anh chị đi ạ. Em uống nước đi. Dạ. Mà này, cô đang làm công việc gì đấy? Trước kia thì em có là nhân viên văn phòng, nhưng mà sau này anh Việt Anh sợ em mệt nên là bảo em ở nhà để nghỉ ngơi rồi. Vậy chẳng phải là ở nhà ăn bám sao? Vợ chồng thì chưa phải rồi. Sao ạ? Không có gì, cô uống nước đi. Dạ. Bây giờ tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp, cậu phải giúp tớ nhá. Được, ok. Cô này, cô có thể ra kia lấy cho tôi ít giấy được không? Dạ vâng ạ. Này, cậu bỏ cái gì vào cốc của ấy thế? Cậu phải giúp tớ, không được nói cho ai biết đấy. Vào rồi. Giấy của chị đây ạ. Cảm ơn cô nhá. Cô uống nước đi. Xin lỗi mọi người nhá. Công ty của tôi vừa có việc gấp, bây giờ tôi phải về công ty rồi. Em ở lại chơi với bạn của anh nhá. Dạ vâng ạ. Chút nữa anh qua, anh đón em sau. Này, thuốc ngủ à? Bè cái mồm thôi. Này, lại giúp tớ đi. Này, tớ đổi ý rồi, tớ không làm được đâu. Này, đổi là đổi thế nào? Cậu hứa với tớ rồi đấy. Nhưng mà Chi là bạn của chúng ta, lại còn là vợ sắp cưới của Việt Anh nữa. Nhỡ may mà Việt Anh nó biết thì... Thì làm sao chứ? Này, cậu nên nhớ, ngày xưa lúc cậu khó khăn ý, ai là người giúp đỡ cậu? Đây là lúc cậu trả ơn rồi đấy. Này, làm cho tốt vào, trông cậy nhờ cả của cậu đấy. Cô giỏi lắm, cô lại còn dám hất tay trên của tôi à? Được rồi, để tôi xem lần này cô còn dám về gặp mặt anh với anh nữa không. Này, ảnh đẹp lắm, cậu làm hơi bị tốt đấy. Vào đi. Thảo đấy à? Cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Tớ có phiền cậu không? Không sao đâu, có chuyện gì cậu nói đi. Thì cũng không có việc gì đâu. Quan trọng là việc người yêu của cậu đấy. Người yêu của tôi làm sao không? Chẳng là hôm qua tớ có thấy có mấy bài đăng tin về người yêu của cậu, yêu cậu chỉ vì tiền mà không phải là thật lòng. Mấy tờ báo đăng cải đấy, cậu tin làm gì? Thì tớ cũng không muốn tin đâu. Nhưng mà cậu có nhớ cái hôm chúng mình gặp nhau không? Cái lúc mà cậu vừa ra về đấy, thì ngay lập tức cô ta đã đi với bạn trai mới. Chính mắt tớ và Tùng nhìn thấy đấy. Đúng là con gái thời buổi bây giờ, đúng là không đáng tin mà. Chắc là cậu hiểu lầm rồi. Tôi sẽ không tin gì hết. Người yêu của tôi làm sao? Tôi là người hiểu mà. Nhưng mà tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Bây giờ tớ bận rồi, cậu về đi. Cậu...
Rồi ấy, cậu sẽ phải hối hận mà thôi. Thật sự là có chuyện như vậy sao? Chị à, anh về rồi. Chị, có chuyện gì vậy? Anh đây. Chị nghe tôi đã. Đây, là anh đây, người yêu của em đây mà. Anh Việt Anh, đúng là anh thật rồi. Anh Việt anh phải nghe em giải thích. Em thật sự không biết gì hết. Em bị người ta gài bẫy, anh tin em chứ? Anh biết, em bình tĩnh đi. Em bình tĩnh nghe anh nói. Có chuyện gì kể anh nghe xem nào. Người ta nhắn tin cho em, bảo là nếu như mà em không chia tay anh, không rời xa anh, thì em sẽ bị tung số ảnh để lên mạng. Nhưng mà anh Việt Anh à, thật sự em không biết gì hết. Anh tin em à, em bình tĩnh đi. Anh chắc chắn không để ai làm hại em đâu. Ở quán cà phê sáng nay và ở văn phòng của mình, hai chuyện chắc chắn là có liên quan đến nhau. Hành động của cậu ta chắc chắn là có ý gì mà. Anh Việt Anh à, bây giờ em phải làm sao đây? Ai gọi thế anh? Anh nghe máy đi. Là số nhắn tin cho em đã gọi cho anh. Vậy rốt cuộc là có ý gì? Alo. Thế nào? Anh thấy ảnh của bạn gái anh chưa? Trông chúng cũng không tệ lắm nhở? Cô là ai? Tại sao lại làm như vậy? Đơn giản thôi. Tôi muốn anh, tôi phải có được anh. Anh không bỏ cô ta, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi không biết cô là ai cả, nhưng mà cho dù cô có làm gì thì tôi nhất quyết không bỏ người yêu của tôi đâu. Hay lắm. Ngày mai tất cả các trang báo sẽ đăng tin bạn gái của chủ tịch là loại đàn bà dơ bẩn không ra gì. Chúng ta nên gặp nhau đi, rồi nói chuyện cho rõ ràng. Chứ làm như vậy không hay đâu. Này, khoan đã. Này, alo, cô kia. Anh Việt Anh, cô ta là ai thế? Em bình tĩnh đi. Anh không biết cô ta là ai cả, nhưng mà nghe giọng rất là quen. Em yên tâm đi, anh không để ai đụng tới em đâu. Yên tâm đi. Em ổn mà, anh không cần phải đưa em đi cùng đâu. Không được, em ở nhà một mình rồi suy nghĩ lung tung, rồi làm gì dại dột thì sao? Tốt nhất là thời gian này em nên ở bên cạnh anh 24/24 đi. Nhưng mà em đâu phải con nít nữa đâu. Nhưng mà ít nhất với anh, em cần được che chở, lo lắng. Biết chưa? Dạ vâng, em biết rồi. Này, các cậu có làm việc đi không? Đứng đây bàn tán linh tinh à? Anh này, hay là anh đưa em về đi. Không sao đâu, mình vào trong đi. Em ổn chứ? Em ngồi đi. À đấy, là tớ đây. Là cậu à? Hôm nay tớ bận rồi, không có thời gian nói chuyện với cậu đâu. Làm sao thế? Chẳng là sáng nay tớ có thấy tin đăng về cậu và người yêu của cậu, nên là tớ tới đây để an ủi cậu đấy. Lúc này mình gọi vào số hôm qua, nếu đúng là cậu ta thì là tốt rồi. Mình sẽ giải quyết mọi việc ngay tại đây. Sao thế? Ai gọi? Không nghe máy đi. Là bạn thôi. Vậy à? Chắc chắn là cậu ta rồi. Thì ra người đứng sau mọi chuyện chính là cậu à? Cậu nói đi, cậu muốn gì?
Mọi chuyện là... là chị ấy sao? Chuyện gì? Tôi có biết gì đâu. Chuyện rõ ràng, danh mạch thế này rồi, còn chối được nữa à? Chối cái gì mà chối chứ. Với lại, cho dù nhá, tớ có làm đi nữa ấy, thì cũng chỉ vì tớ yêu cậu thôi, có gì là sai đâu. Cậu biết rõ ràng, mà tớ có người yêu rồi mà. Tại sao vẫn cố chấp như vậy? Tớ thích vậy đấy. Cậu... không được. Phải làm sao bây giờ? Làm thế này cũng không được, làm thế kia cũng không xong. Thôi được rồi, mình sẽ đi gặp Việt Anh. Cho dù cậu ấy có đánh hay chửi mình thì mình cũng phải nói hết sự thật cho cậu ấy biết. Chị này, em nể chị, lớn hơn tuổi em, hơn nữa còn là bạn của anh Việt Anh, nên là mình không làm tới. Nhưng mà em không ngờ chị lại có thể trêu chẽ như thế đây. Mày! Chồng chị thì cũng xinh đẹp, tại sao không kiếm một người khác để yêu, lại cứ đeo bám người có người yêu làm gì? Chị làm như thế chị không thấy nhục à? Cái con mắt dậy này! Thảo! Cậu dừng lại được rồi đấy. Cậu tới đây làm gì? Tôi có chuyện muốn nói. Có chuyện gì thì về nhà trước đi, lát tớ về rồi nói sau. Không được, tớ phải nói ra hết những điều mà cậu đã làm. Này, tớ làm gì đâu? Chính ngày hôm đấy, cậu đã bỏ thuốc mê vào cốc của Chi, rồi đưa Chi về, bắt tớ làm. Này, cậu đừng có mà nói điều nhá, tớ chả làm gì cả. Tùng, sao cậu dám làm như vậy với Chi? Cậu còn phải là con người nữa không đây? Tớ xin lỗi, nhưng mà ngày hôm nay, dù có như thế nào nữa, thì tớ cũng phải nói hết những điều tớ đã làm với Chi. Thực ra, Chi không sao cả, cậu đừng lo. Thế còn những tấm hình đó thì sao? Là tớ ghép đấy, Chi hoàn toàn trong sạch. Cậu dám? Cậu dám phản bội tôi à? Này, cậu đã xem thường tôi đấy à? Cậu thôi mày đi. Cậu dám bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của người khác, có thể kết thành tội danh đấy. Tôi sẽ báo việc này lên công an. Cậu chờ đi. Tôi xin lỗi, đừng báo công an mà. Tôi không thể chấp nhận những việc mà cậu đã làm, đã gây ra. Tôi biết sai rồi. Tôi xin lỗi Chi. Xin lỗi cậu. Nể tình chúng ta là bạn bao lâu nay, tôi không báo công an nữa. Nhưng mà kể từ bây giờ, cậu về đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của chúng tôi nữa. Được được, thế thì bây giờ tôi sẽ về luôn, và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các cậu đâu. Cậu đừng báo công an nhá. Đi đi. Việt Anh à, tớ thành thật xin lỗi cậu vì những việc tớ đã gây ra, mong cậu bỏ qua cho tớ. Không sao đâu, tớ hiểu mà. Cậu về đi. Tớ xin phép. Em à, chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khó để có được ngày hôm nay. Em chấp nhận bên cạnh anh khi trong tay của anh không có gì. Vậy nên ngày hôm nay, em xứng đáng nhận được những yêu thương và được anh bảo vệ.